thuốc hướng dạy cho bà con, tại huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, người dân đã chủ động chuyển đổi cây trồng từ trồng sắn không mấy hiệu quả, chuyển sang trồng dưa hấu mang lại thu nhập cao hơn, cải thiện về kinh tế. Nhiều gia đình trồng chuyên canh dưa hấu sau khoảng 2 tháng thì thu hoạch một lần. Tuy nhiên, bà con canh tác cần phải chú ý trong cả 7 ngày tới, khả năng là Bến Tre sẽ có mưa nhiều ảnh hưởng đến các diện tích trồng dưa hấu. Mưa lớn dễ xuất hiện vào buổi chiều hai ngày tới, có thể mưa dồn dập, gây ngập úng. Bà con cần nhanh chóng rút cạn nước sau mưa để hạn chế úng quả, úng trễ. cho buổi sáng và buổi trưa thì trời nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất, cho động ở ngưỡng từ 30 cho đến 32 độ. Không riêng Bến Tre mà nhiều tỉnh thành tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long cũng sẽ có mưa nhiều trong những ngày tới. Trong đó 2 đến 3 ngày tới có thể xuất hiện nhiều điểm mưa dừa mưa to, rất dễ kèm theo sấm sét và gió giật mạnh mưa nhiều nên ban ngày ít nắng hơn, không quá nóng, nhiệt độ dao động ở ngưỡng từ 29 cho đến 32 độ. Còn riêng trong ngày mai thì mưa sẽ ra tại hầu khắp các tỉnh thành tại khu vực Nam Bộ, trong đó khu vực miền Đông và gian biển của miền Tây thì mưa nhiều hơn, cần đề phòng dông xét và ngập úng cục bộ. Buổi sáng và trưa ngày mai thì trời nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất không quá 33 độ. Thông tin vừa rồi đã khép lại phần dự báo thời tiết ngày hôm nay. Xin được cảm ơn quý khán giả và bà con đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.